Cho nên giữa người với nhau không thể kết oán được. Kết oán thì người đến báo thù sẽ nhiều, chúng hợp địa ngục liền hiện tiền. Chúng tôi sau khi xuất gia, trước tôi một khóa thì có Quảng Hóa Pháp Sư. Thầy đại khái thọ giới sớm hơn 2-3 năm, sớm hơn tôi khoảng 2-3 năm. Thầy ấy sau khi xuất gia cũng không tệ. Thầy xây dựng một Phật học viện ở Đại Khanh thuộc Đại Trung. Tôi có đến Phật học viện đó dạy học 3 năm. Cho nên tôi rất thân với thầy Quảng Hóa. Thầy Quảng Hóa nói với tôi, thầy là quân nhân, phụ trách bên quân nhu, quản về tài vật. Quản về tài vật thì có tiền, dễ dàng trong việc sử dụng tiền. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày thầy ăn một con gà. Đại khái ăn được vài trăm con. Một ngày một con. Sau khi xuất gia, có một hôm đi tắm, thầy thấy trong nhà tắm có rất nhiều gà bay qua bay lại, thì liền tìm chỗ trốn. Kết quả bị trượt chân, thế là té gãy chân. Cả đời đều phải dùng gậy. Thầy nói với tôi, đây là nghiệp nặng mà báo nhẹ. Chưa đến để đòi mạng của thầy. Thầy xuất gia rồi, trì giới cũng không tệ. Ngày ngày đều tu sám hối mà vẫn không chính khỏi. Oan thân trái chủ vẫn không tha cho thầy, khiến thầy phải tàn phế. Những năm cuối đời, trước lúc lâm chung, hình như là trước một năm hay nửa năm gì đó, cũng rất gần thôi, thầy có đến thăm tôi một lần. Phải ngồi xe lăn. Trông rất đáng thương, mỗi miệng gì đều chảy nước. Tôi nhìn thấy rất buồn. Xuất gia rồi, vậy mà nghiệp lực vẫn không chuyển lại được. Vì sao vậy? Do tâm lượng không đủ. Tạo nghiệp ác thì phải phát tâm nguyện lớn, chân thật phát đại bồ đề tâm. Không thể vì chính mình, mà phải vì chánh pháp, vì chúng sanh khổ nạn. Như thế thì có thể hóa giải. Cho nên tiêu nghiệp, nghiệp có thể tiêu được, chứ không phải không thể tiêu. Thầy rất thông thuộc kinh giáo, trì giới rất nghiêm khắc. Thầy có hạ công phu để nghiên cứu về điển tịch thuộc giới luật. Thầy giảng giới luật ở Đài Loan vào thổ đó, người giảng giới luật rất ít. Thầy là một trong những người tôi quen biết sớm nhất. Hiện nay giảng về giới luật thì có Quả Thanh. Điều vô cùng khó được. Nghiệp nhân quả báo có ở ngay trước mắt chúng ta, ở ngay bên cạnh chúng ta. Chúng ta để tâm lưu ý một chút liền thấy được. Nam mô
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Thank you.
Nam mô.